Xin chào các bạn đã quay trở lại với livestream hàng ngày cùng với bác sĩ Doãn Lâm. Hôm nay thì chúng tôi được đón một bạn khách rất là trẻ qua tái khám và cắt chỉ sau 10 ngày nướng mũi tại thẩm mỹ của bác sĩ Doãn Lâm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng giao lưu với cả bạn khách nhé. Chào em. Em hãy giới thiệu một chút về bản thân của mình nhé. Năm nay mình bao nhiêu tuổi, mình đến từ đâu và em tên là gì? Em tên là Linh, em 21 tuổi ạ. Em đến từ Hà Nội ạ. Hôm nay là sau bao nhiêu ngày nhỉ? Sau bao nhiêu ngày mình nướng mũi? Sau 10 ngày ạ. Sau 10 ngày. Bên đã cảm thấy thế nào? Em cảm thấy bình thường. Thì lúc mở mũi ra có wow, ngạc nhiên không? Cũng không ngạc nhiên đến thế. Tại vì cái hôm mà đi làm xong ạ, thì cũng trước khi đeo mềm là cũng nhìn thấy dáng mũi rồi. Cũng khá là ưng rồi ạ. Nên hôm nay chỉ thấy là Khi mà em làm mũi, trước khi mà em làm mũi, Ly, khi mà em tìm hiểu ấy, thì em có tưởng tượng ra là mình nâng mũi xong mình sẽ thế nào không? Không có tưởng, như bây giờ không? Cũng không tưởng tượng được đến như bây giờ rồi ạ. Thế à? Tại vì chắc là tưởng tượng thì mọi người hay dùng app rồi kéo mũi lên ấy. Em cũng thế. Xong em cũng thử, nhưng mà chắc là tại vì kiểu thực ra là app thì nó cũng không thể kéo dài độ dài mũi nhiều ấy. Thì đến đây tư vấn thì mọi người cũng bảo là mũi em cũng hơi ngắn. Thế là có kéo dài mũi, nhưng mà nhìn ở ngoài nó cũng dài hơn nữa. Thực ra là cái việc mà chụp app với cái việc mà nâng mũi nó không giống nhau. Kể cả việc đơn thuần là việc nâng chỉ hoặc là việc tiêm filler cũng vậy, nó cũng sẽ không giống nâng mũi. Và khi mà nhiều đơn vị thì họ sẽ sử dụng cái gì nhỉ? Cái máy mô phỏng 4D ấy, 3D, 4D ấy. Nhưng nó cũng như việc em chụp app ấy, nó chỉ kéo được đến vậy thôi. Còn khi mà nâng mũi xong thì chúng ta sẽ thấy là chiếc mũi của chúng ta tự nhiên hơn rất là nhiều so với những cái hình ảnh mà chúng ta có thể tưởng tượng ra. Bây giờ thì em có cảm thấy đau đớn gì nữa không? À không ạ. Cũng không đau, từ kiểu 2-3 ngày sau này cũng đã không đau rồi ạ. Thế á? Lúc phẫu thuật thì sao? Phẫu thuật thì chỉ nho nhói ạ, cũng không đau đến thế. Nho nhói ở vùng nào nè? Ở những cái vùng mà mình bắt đầu tiêm tê ạ, thì nó sẽ bắt đầu nhói một tí xíu thôi. Còn sau đấy thì kể cả về nhà em cũng không thấy đau nhiều. Về nhà em cũng không cảm thấy đau. Trộm vía là bạn Linh của chúng tôi thì rất là mạnh mẽ, rất là dũng cảm. Thế nên là dù làm tê nhưng cũng không cảm thấy đau nhiều. Em nếu mà như thế này, em trước khi mà em làm ấy, em có tưởng tượng được ra là nó sẽ đau, tưởng tượng là nó đau nhiều không? Chị thấy là đa số các bạn nhé sẽ bảo là ôi em sợ đau lắm, mọi người cứ bảo em là đau thế này đau thế kia em không dám làm. Thì mình có bị tâm lý như vậy không? Có ạ. Tại vì thực ra là nếu mà trước khi đi làm thì em cũng có đọc review của mọi người đi làm ấy, thì mọi người cũng bảo là đau lắm, đau kiểu đau chết đi được. Xong rồi kiểu em cũng sợ lắm, nhưng mà kiểu thực ra là động lực là để làm đẹp ấy, thì cũng đỡ. Nhưng mà mỗi lần đau thì cứ nghĩ là sắp đẹp rồi cũng hết đau. Thế bây giờ thì mình chốt lại một câu xem là nâng mũi có đau không? Không chị ạ. Không, đúng không? Khi mà em trong 10 ngày vừa rồi ý, mình có bị hồi hộp không? Để muốn như là tháo hoặc là cắt chỉ, tháo mũi ra để mọi người có thể nhìn xem cái mũi của mình nó như thế nào, mà là chính bản thân mình cũng được xem là cái mũi của mình ra sao không? Có ạ, em cũng muốn xem, nhưng mà cứ đợi đủ 10 ngày ra chắc. Bạn Linh của chúng tôi rất là ngoan, chờ nẹp đúng đủ 10 ngày thì mới tháo, không có tháo trước ở nhà, nên hôm nay bạn ấy mới được tháo mũi ra đây các bạn ạ. Chiếc mũi sau 10 ngày rất là đẹp. Các bạn thấy như thế nào ạ? Đây là một chiếc mũi Babyline tự nhiên dành cho dáng mũi khá là mỏng đúng không? Vâng ạ. Trước đây thì em đang không hài lòng điểm nào trên mũi của mình? Mũi em thì hơi là khá là rất là thấp luôn ấy ạ. Em thấy là thấp, với cả là nó bị ngắn so với mặt của em. Mình ấp ủ sửa mũi lâu chưa? Rồi ạ. Bao nhiêu lâu rồi? Ấp ủ chắc là từ hồi cấp 1. Từ hồi cấp 1 lúc ấy là kiểu mũi nó còn chưa thịnh hành luôn á. Vâng, kiểu mẹ em lúc một là kiểu mọi người đến là mọi người cứ bảo em là mẹ em, từ lúc mẹ đẻ em ra mẹ em bảo là sao lại cho em đi làm mũi luôn. Thế là từ cái hồi bé là em đã có ý định là phải đi làm mũi rồi ạ. Thế hiện tại thì mình có được sự ủng hộ của ba mẹ không? Có ạ, mẹ em giúp em đi làm mãi mới đi làm. Chắc là em sợ đau hả? Vâng ạ, cũng sợ đau rồi. Thế bây giờ đúc kết lại là không đau mà tự nhiên lại còn đẹp đúng không? Mà em là rất may mắn mình được sự ủng hộ của ba mẹ. Có nhiều bạn đến với bên chị là chưa đủ 18 tuổi, hoặc là thậm chí là đã đủ 18 tuổi nhưng mà không được sự ủng hộ của ba mẹ, cho nên là cũng không có đủ chi phí để có thể làm nướng mũi. Đấy là cũng một cái điều mà đáng tiếc trong thời điểm hiện tại. Nhưng mà về sau nó cũng là một cái động lực cho mình có thể là ra ngoài làm việc kiếm tiền để có thể tự thay đổi được cái diện mạo của mình. Như em là rất may mắn rồi, mình đã có sự ủng hộ rất là lớn của ba mẹ. Ba mẹ khi nâng mũi về có nói gì không em? Có nhận xét gì không? Mẹ cũng bảo là tại vì em sợ mọi người chê ấy ạ. Cái là ai chê ấy, em cũng bảo là không chê. Đâu mẹ em bảo là đẹp, chắc chắn là đẹp. Cũng đỡ lo. Tại vì con gái của mẹ chắc chắn là phải xinh rồi đúng không? Mũi rất là đẹp rồi. Sau khi nâng mũi xong mình có dự định làm gì nữa không? Chắc là
sau đấy thì chắc em phải đi mổ mắt nữa. À, em đang bị cận. Em bị cận ạ. Cái là lẽ ra là phải, mẹ em bảo là lẽ ra phải cho đi mổ mắt trước mới nâng mũi. Nhưng mà thôi nhớ rồi ạ. Nhưng nó cũng không, thật sự hai cái này nó cũng không ảnh hưởng đến nhau. Bây giờ về cứ không được đeo kính ạ. Mẹ em bị cận nặng quá rồi, mấy hôm cứ sống kiểu không nhìn đến gì, mờ mờ. Em cận mấy độ? Em cận 4 độ rưỡi ạ. 4 độ rưỡi, ừ khá là nặng. Chắc là em nhìn đến chị em xin. Có hôm nay em đeo lên. Nhìn thấy chứ không nhìn thấy, kiểu gì cũng nhìn thấy đúng không? Chẳng qua là nhìn rõ hay nhìn không rõ thôi đúng không? Nhưng mà cái việc mình bỏ kính ý, thì nó sẽ diễn ra trong tầm khoảng 3 đến 4 tuần đầu tiên, sau đó mình có thể đeo kính bình thường. Nhưng mà cái trường hợp em đeo len thì mình sẽ không ảnh hưởng gì cả. Chị nghĩ đeo len nó cũng khá là phù hợp đúng không? Trong cái thời điểm hiện tại. Bây giờ chị xin phép là chị chia sẻ một chút cái hình ảnh của Linh trước khi phẫu thuật để các bạn cùng xem nhé. Chúng ta sẽ cùng xem cái phần mà thay đổi nhiều nhất của bạn Linh, đó là phần góc nghiêng. Đây ạ, đây là hình ảnh của bạn Linh của chúng tôi trước khi phẫu thuật nâng mũi cấu trúc Baby Line. Như bạn có nói là từ cấp 1 đúng không? Nè, em đã bảo là mũi rất là thấp, thế nên là mai sau sẽ cho con gái đi nâng mũi. Tại vì nhìn góc nghiêng các bạn có thể nhìn thấy là chiếc mũi của Linh thì vừa ngắn này, ngắn rất là ngắn so với tỷ lệ cằm và tỷ lệ trán. Đây các bạn có thể nhìn xem, tỷ lệ mũi rất là ngắn. Đó, khi mà thực hiện nâng mũi cấu trúc thì các bạn xem đây ạ. Đây là cái tỷ lệ mũi của chúng tôi bây giờ. Mũi này, trán này, cằm này. Nó là một cái tỷ lệ rất là chuẩn luôn các bạn ạ. Ngoài ra thì Linh thì đã có cằm và có môi khá là đẹp rồi. Trước đây thì em bị thiếu mũi, thế nên là nhìn cảm giác hơi bị hô. Còn bây giờ thì nó đã nằm ở trên một đường thẳng và chúng ta có thể thấy được là khuôn mặt của bạn đã cải thiện góc nghiêng rất là nhiều. Đây là một cái đường thẳng chuẩn ở trên gương mặt, giúp cho gương mặt hài hòa và tự nhiên hơn. Đầu mũi đã được đưa dài ra. Đây các bạn có thể nhìn xem nhé. Đầu mũi đã được đưa dài ra. Và có một phần như có tôi nói đấy ạ, thì da mũi khá là mỏng và da đầu mũi cũng khá là ngắn. Thế nên khi mà kéo ra thì bác sĩ sẽ làm cho bạn tự nhiên thôi, phù hợp với cả gương mặt của mình, không bị quá cao và không bị quá thấp. Đây ạ. Nếu mà đưa cao hơn một xíu nữa thì chị sợ là nó sẽ bị mỏng quá đúng không? Em cũng cảm nhận được điều đó đúng không? Và đây là cái độ cao mà chị thấy là khá là lý tưởng, bác sĩ đã lựa chọn cho em. Linh các bạn nhé, đây là hình ảnh 10 ngày trước và đây là hình ảnh 10 ngày sau khi nâng mũi. Có sống mũi, thế nên là nhìn trông gương mặt của bạn đã thanh toát hơn rất là nhiều. Tình trạng hếch trước đây này, các bạn có thể nhìn thấy tình trạng hếch ở trước đây này, lộ hở lỗ mũi rất là nhiều, tình trạng mũi ngắn này, hở lỗ mũi này, tình trạng mũi thấp này đã được cải thiện chỉ sau 1 giờ 30 phút thực hiện phẫu thuật. Đây ạ, chúng ta sẽ cùng xem nhé. Sống mũi vừa phải này, đầu mũi đã được kéo xuống, xoay xuống để cải thiện độ hếch. 100% là chúng ta sẽ không còn tình trạng hếch nữa sau khi phẫu thuật nâng mũi cấu trúc Baby Line, phải không ạ? Các bạn nào mà đang có tình trạng như thế này thì có thể tham khảo ngay chương trình nâng mũi cấu trúc tại thẩm mỹ của bác sĩ Doãn Lâm để cải thiện 100% tình trạng hếch nhá. Đảm bảo cam kết luôn này, không hếch một tí nào nữa nha. Cười anh một cái thứ tư được không? À, cười hết xinh ạ. Và đây sẽ là cái hình dáng mà lỗ mũi từ dưới lên này. Chúng ta hãy cùng xem nhé. Ngửa cổ lên giúp chị một xíu nè. Đây là hình dáng từ dưới lỗ mũi lên này. Do mũi của em bị hếch, thế nên là hình dáng lỗ mũi tròn trước khi phẫu thuật. Sau khi phẫu thuật thì bác sĩ đã dựng lên lỗ mũi hạt chanh, đưa trụ mũi lên rất là cao để cải thiện được cái dáng mũi thanh thoát hơn và cũng như là cái hình dáng lỗ mũi đẹp hơn ạ. Chúng ta sẽ cùng xem một chút nữa hình ảnh động của bạn Linh trước khi phẫu thuật nâng mũi nhé. Chính vì cái tình trạng mũi ngắn thế nên nó làm cho chúng ta cảm giác là hàm của chúng ta đưa ra và có tình trạng hơi hô một chút. Nhưng sau khi đã cải thiện được đôi mũi lên thì cái đường thẳng nó đã nối vào với nhau và nhìn trông góc nghiêng của chúng ta được cải thiện rất là nhiều. Sau hôm nay về có sợ hàng xóm không nhận ra không? Bố mẹ thì có thể là nhận ra chứ hàng xóm chắc chắn chưa chắc là cũng nhận ra đâu. Mẹ cũng bảo là sợ đi học các bạn có nhận ra không? Em đang học online hả? Không, em học offline. Thế á? Thế từ hôm ấy là chưa đi học luôn? Cũng tiếc. Tự thưởng cho mình 10 ngày nghỉ. 10 ngày nghỉ. Ít ạ, kiểu thế chỉ học 1-2 lớp vậy ạ, nên là cũng đỡ vậy ạ. Nếu mà em còn làm mì nữa thì đảm bảo em mà không ai nhận ra em nữa luôn hết thật. Tại vì riêng cái mũi thôi là mình đã cảm thấy mình khác bọt hoàn toàn rồi, đúng không? Em có lời khuyên nào dành cho những cái bạn mà đang tham khảo nâng mũi không?
Em nghĩ là nếu mà mọi người nghĩ là mọi người nên là hợp là mũi ạ, thì cứ tự tin đi làm thôi ạ. Chị nghĩ là không phải là ai hợp là mũi hay không, mà mọi người có quyết định là mũi hay không. Tại vì mỗi gương mặt thì sẽ có một chiếc mũi phù hợp với từng gương mặt. Nếu mà em đã tham khảo bác sĩ Doãn Lâm rất là lâu thì em sẽ thấy là mỗi gương mặt vẫn là dáng baby line, nhưng được áp dụng trên mỗi gương mặt khách hàng đều là một dáng khác nhau. Không phải là dập khuôn từ người này qua người kia, từ người này sang người kia để ai cũng có một chiếc mũi giống ai. Nhưng mũi của em thế chị thấy rất là đẹp. Nó có cái độ cao vừa phải này, và cái độ võng tự nhiên, dù là mình làm mũi nhưng mà nó sẽ không bị quá lố. Chị tin chắc là vài hôm nữa thôi, tầm độ khoảng 3 tuần đổ ra thôi, khi mà mũi của mình nó đã thay đổi, nó đã mềm mại hơn thì ít người nhận ra em là mũi lắm. Đúng không? Em có nghĩ như vậy không? Lúc cũng đi làm nha, cũng chỉ là quan tâm đến dáng tự nhiên thôi, em cũng không muốn cao quá. Nó hợp với khuôn mặt của em, nó rất hợp với khuôn mặt của em. Em tham khảo bác sĩ Doãn Lâm qua kênh thông tin nào? Em xem trước là qua TikTok, xong rồi em lên Facebook thì em tìm những cái bạn mà review trong những cái group ạ, thì mọi người cũng review về bác rất là nhiều. Thế khi mà mình tham khảo làm mũi, mình có tham khảo nhiều bên không? Em cũng đọc tương đối đấy ạ. Vâng ạ. Có nghĩa là không chỉ riêng bác sĩ Doãn Lâm đúng không? Đúng rồi ạ. Lựa chọn cái điều nào mà để em lựa chọn bác sĩ Doãn Lâm vậy? Nên là một là tại vì em có xem TikTok và xem video nhiều đấy ạ. Thì em thấy là mọi người livestream khá là đều, tức là cũng nhiều người đi làm. Đấy ạ. Với cả hôm đến đây tư vấn thì mọi người tư vấn cũng khá là kỹ. Cũng có cày nát Facebook của bác Lâm không? Em chỉ xem TikTok thôi. Xem TikTok thôi ạ. Thực ra là TikTok nó cũng chỉ phản ánh được một phần thôi. Nếu mà để mà lên hết tất cả các clip ở tất cả các khách hàng đến bên chị thì thật sự rất là nhiều. Nhưng có những bạn trẻ như em đồng ý để chia sẻ hình ảnh cũng là một cái điều rất là quý báu với bên chị, để có thể là mọi người có động lực làm đẹp nhiều hơn. Nhưng có một số người thì người ta muốn là giữ những cái thông tin để không không có được công bố trên các trang mạng xã hội, thì bên chị cũng sẽ mất đi một nguồn gọi là nguồn tư liệu cho khách hàng. Cũng mong là sẽ có nhiều khách hàng như em để chia sẻ những cái hình ảnh đến mọi người, tiếp thêm một động lực cho mọi người đi làm đẹp. Mình có một lời khuyên nào dành cho mọi người đi làm đẹp sớm hơn không? Em nghĩ là nếu mà vì cái đẹp thì cứ chịu đau đi, còn không đau đến thế đâu. Em nghĩ là nếu mà không đau thì cũng tự tin, vì đẹp mình cũng sẵn sàng thôi. Đúng rồi, chị nghĩ là mọi người đều là sợ đau, sợ đau rất là nhiều. Nhưng khi mà trải qua rồi thì mình mới thấy là rất là nhẹ nhàng, đúng không em? Cảm ơn em rất là nhiều. Hôm nay đã đến cắt chỉ này cũng như là tái khám giao lưu cùng với các bạn. Chúc em là với chiếc mũi này nó sẽ giúp em may mắn hơn trong cuộc sống, cũng như là trong trong cuộc sống này, với cả mình sẽ luôn luôn xinh đẹp như bây giờ em nhé. Cảm ơn ạ. Cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn các bạn đã xem livestream. Các bạn đang xem là hình ảnh khách Linh của chúng tôi đến từ Hà Nội. Bạn có thực hiện nâng mũi cấu trúc baby line hôm nay là 10 ngày tuổi rồi. Với tình trạng là mũi ngắn này, khách này, không có sống, thì khi nâng mũi cấu trúc baby line đã cải thiện được rất là nhiều trên khuôn mặt của bạn. Các bạn có đang quan tâm hoặc đang thích dáng mũi của bạn Linh, có thể để lại số điện thoại ngay dưới livestream này, hoặc gọi điện thoại cho chúng tôi theo số hotline 0877 877 555 để chúng tôi hỗ trợ tư vấn cho các bạn ngay hôm nay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.